chiếc bếp mà em giới thiệu đến quý anh chị hôm nay là một chiếc bếp đến từ thương hiệu Paloma, dòng cơ bản độ bền cao, hàng nồi đồng cối đá siêu bền. Chiếc bếp Nhật thì sở hữu các cái tính năng an toàn, mọi trường hợp tắt lửa thì đều sẽ khóa ga, nước trào này, nước cạn này, gió thổi. Các bác kho cá kho thịt không có tại vị trí bếp mà nước cạn nồi cạn nước thì bếp cũng sẽ tự động tắt lửa. Tắt lửa xong thì sẽ khóa ga luôn. Do bếp có cái tim cảm biến nhô lên như thế này, chạm đáy nồi này, đo được nhiệt độ nồi lên đến 200 độ thì sẽ nhỏ vùng lửa, và 250 độ thì tắt lửa khóa ga. Các cái chi tiết của bếp thì em sẽ giới thiệu kỹ càng hơn với mọi người trong ngay cái video này. Đầu tiên, bo trên lửa trước này thì sẽ là bằng hợp kim nhôm nguyên khối này, còn vuông thành sắc cạnh các bác nhé, còn rất là đẹp luôn. Mặc dù là hàng bãi, hàng đã qua sử dụng nhưng mà độ mới còn cao. Đấy, các cái chia lửa của nó thì chưa có gãy một cái chiếc răng cưa nào, còn cực kỳ sáng luôn. Phần phía trên là phần tấm chắn thép để chắn dầu mỡ. Kim đánh lửa màu trắng, do bếp sử dụng IC để đánh lửa nên là sẽ cần một đôi pin đại làm nguồn. Khay chứa pin thì nằm ở bên góc trái. Đây, một đôi pin đại như thế này thì các bác có thể sử dụng được từ 4 đến 6 tháng, tùy vào nhà mình dùng nhiều hay ít và do chất lượng pin nhà mình mua nữa. Mình mua thì mình có mua ở cửa hàng tạp hóa này, cửa hàng điện dân dụng sẽ có từ 15 đến 30 nghìn tùy vào chất lượng pin và sẽ sử dụng được lâu hay không. Do các bác nhiều dùng hay ít thì em đã chia sẻ rồi nha. Chỉ 15 đến 30 nghìn thôi. Bếp bên này cũng tương tự như thế nhá. Kiềng thì sẽ là bằng hợp kim thép chắc chắn chịu được trọng lượng lên đến 30 cân. Đó, cái màu nô ta như thế này nó là kim đánh, cái là thủy ngân chống trào. Nước trào ra vào cái họng bếp, vào cái cảm biến thủy ngân này thì bếp sẽ tự động tắt lửa, và tắt lửa xong thì sẽ khóa ga luôn. Đấy. Chiếc bếp này thì là sở hữu mặt men các bác nhá. Mặt men dễ vệ sinh này, dễ lau chùi và không có bị oxy hóa theo thời gian dài. Chưa có một cái vết chấm sơn, một vết chảy xước nào. Chiếc bếp này hình thức còn mới trên 85%, 90% các bác nhá. Độ mới trên 90%, rất là đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Đây, mặt men này dễ vệ sinh, dễ lau chùi này. Những cái vết bẩn, vết dầu ăn, nước mắm, mì chính, cái gia vị món ăn khi mà bị bẩn lên trên mặt bếp thì mình dùng cái khăn, cái rẽ mình lau qua đi thì bếp sẽ sạch nhanh chóng và không để lại cái vết loang lổ nhá. Khác với những cái chiếc bếp của Việt Nam thì là sử dụng công tắc nốt vặn, còn cái chiếc này thì sử dụng phím nhấn này. Phím nhấn là công tắc bật bếp này, phím đề là công tắc bật bếp, phím đề dạ quang này, tức là khi mà các bác bật lên như thế này này thì là có cái màu vàng vàng, đây là công tắc bật bếp, là bếp đang hoạt động này. Ngọn lửa lên phía trên rất là xanh nhá. Bếp Nhật thì lửa cực kỳ xanh luôn. Lửa xanh tiết kiệm ga này, lửa xanh thì không lo đen đít nồi. Một năm nhà mình sử dụng 5 bình ga thì bếp Nhật chỉ sử dụng hết 3 bình rưỡi, 4 bình ga thôi ạ. Tiện lợi các bác nhá. Đấy, cực kỳ đẹp luôn. Phần phía trên là phần thoát hơi nhiệt của lò nướng ở phía dưới. Ngoài những cái hai tính năng, ngoài hai cái bếp nấu thì bếp Nhật còn có thêm một cái lò nướng nữa để chúng ta có thể nướng thêm các cái thực phẩm khác. Ví dụ như là nướng cá, nướng thịt, nướng tôm, nướng mực, nướng rau củ. Mình nướng xúc xích cho con nữa. Ví dụ như hôm nào mình ăn chán cái đồ chiên, đồ xào hoặc là những cái món nấu thông thường rồi thì chúng ta có thể đổi bữa cho gia đình bằng cách là nướng một miếng thịt này, một con cá này, hoặc là nướng cho con vài quả trứng, nướng củ khoai, khoai lang, rồi là nướng củ sắn chẳng hạn này, rất là ngon. Nướng những trong những lò nướng nhiệt như thế này thì là lửa nó vừa vàng giòn ở bên ngoài nhưng lại mọng nước ở bên trong, cực kỳ ngon luôn nha. Ưu điểm của dòng phím đề là có khóa trẻ em ở dưới này, cực kỳ tiện lợi trong nhà các bác nào mà hay có trẻ em hay mà hay nghịch bếp ấy, thì nếu như mà mình không dùng thì mình gạt sang thì bếp sẽ không nhấn được. Đấy. Em nhỏ sẽ không đụng được vào bếp này, không bị làm bỏng tay này, bếp cũng không sẽ bị hư hại. Bếp không bị hư hại nhá. Đấy. Lửa rất là xanh, xanh như mắt mèo luôn các bác nhá. Chiếc bếp này thì thành vách cực kỳ đẹp luôn. Đấy, không có bị bóp méo, cũng không có bị hoen gì ở đâu. Hình thức bếp còn đẹp, còn rất là sáng. Đấy, đời bếp là tháng 2 năm 2020 các bác nhá. Thành vách rất là đẹp luôn. Đấy, nhà em đã bo lưới chống chuột ở phần phía sau. Đây, bo lưới chống chuột ở phần phía sau và phần phía dưới rồi này. Không lo con gì nó chui giúp nó làm tổ bên trong nhá. Ngay bây giờ em sẽ làm một cái thí nghiệm nho nhỏ để test tính năng chống cháy cho các bác dùng trải nghiệm này. Em vừa nói là bếp Nhật thì sở hữu các cái tính năng an toàn là nước cạn sẽ tắt lửa khóa ga. Thì ngay bây giờ em sử dụng hai cái nồi nhôm và không có nước ở bên trong. Không có nước ở bên trong nhá. Các bác để ý quan sát này, khi mà đặt cái nồi lên thì cái tâm cảm biến này nó sẽ chạm đáy nồi này. Đấy, nó chạm đáy nồi nhá. Nó sẽ chạm đáy nồi. Đây. Tâm cảm biến chạm đáy nồi này, lửa rất là xanh luôn, cực kỳ đẹp luôn các bác ạ. Mua những cái chiếc này thì là mua được cái sự may mắn này, mua được cái sự an tâm. Bếp Nhật nhưng mà hình thức còn đẹp nhá, trên 90%. Hình thức còn đẹp trên 90%, rất là đẹp luôn. Ngoài ra thì thêm một cái lò nướng nữa nhá. Bếp Nhật đây các bác ạ, bếp hàng nội địa Nhật đã qua sử dụng nhá. Hàng dùng lướt thôi.
Đây, biểu tượng hình con cá. Đây là túp năng của lò nướng này. Các bác nướng nhé. Đây. Đấy, đây là lửa của chiếc lò nướng hình lửa hình chữ U nhé. Để các bác nướng nhiệt thì nó sẽ rất là ngon. Đấy, khay nướng thì rộng rãi. Lò nướng rất là rộng rãi. Khay nướng còn đẹp này. Cái hàng ít sử dụng đây là khay nướng còn cực kỳ đẹp luôn. Còn rất là sáng nhé. Để các bác dùng yên tâm nha. Đây, đạt đến 200 độ thì bếp đã tự động nhỏ vùng lửa rồi nhá. Đấy, đạt đến 200 độ thì bếp đã tự động nhỏ vùng lửa rồi. Tiết kiệm 40% lượng ga cho chúng ta khi mà chúng ta có những cái tính năng này. Thì đấy là cái lý do mà vì sao bếp Nhật thì tiết kiệm ga. Tức là khi mà nhiệt nó đạt đến nhiệt độ 200 độ thì bếp sẽ nhỏ vùng lửa. Và nó nhỏ vùng lửa thì sẽ tiết kiệm ga cho chúng ta. Khi nào mà nhiệt của nó sinh ra nó lại bị thất thoát đi thì nó lại tăng lửa lên. Nó rất là tiện lợi. Một năm nhà các bác sử dụng 5 bình ga thì bếp Nhật chỉ sử dụng hết 3 bình rưỡi, 4 bình ga thôi. Đấy, chiếc bếp Paloma. Và có chiếc bếp này còn có hiệu ứng nhớ nữa cơ. Đấy, khay pin còn có hiệu ứng nhớ. Tức là các bác nấu ở chế độ nào nhiều thì khi bật bếp lên thì nó sẽ hiện lên ở cái chế độ đấy nhiều nhất. Cái tầng lửa đấy bác, cái chế độ gió lửa đấy. Đấy. Kích thước bếp thì sẽ là 40 chiều rộng và 60 chiều dài, cao thêm khoảng tầm 18-19 phân nữa. Thì mình xem là cái kích thước bếp này có vừa với không gian bếp nhà mình hay không, có cần phải tìm một cái chiếc nhỏ hơn hay to hơn nữa không nhá. Đây là kích thước chung rồi, kích thước chung của bếp Nhật nhá. Đôi kiềng thì sẽ là bằng hợp kim thép chắc chắn đây này. Đôi kiềng bằng hợp kim thép chắc chắn chịu được trọng lượng lên đến 30 cân. Chịu trọng lượng lên đến 30 cân. Thành vách trước này em quay cận cảnh cho các bác xem này. Đấy, còn rất là đẹp luôn nha. Chưa có bị bóp méo, cũng chưa có bị hoen dĩa đâu. Các bác quan sát này, lửa đang liu riu nhá. Rất là tiện lợi luôn. Màu xám lông chuột các bác nhá. Đứng xa ra các bác quan sát này. Màu xám lông chuột nhá. Màu xám lông chuột ở phía trên và phía dưới của nó thì sẽ là màu nâu cà phê. Cực kỳ đẹp luôn. Đây, quan sát cái phần phía sau giúp em các bác nhé. Phần cắm dây ga đây nha. Đó, đây là cái phần cắm dây ga này. Đó, bếp đã tắt vùng lửa rồi các bác nhé. Bếp đã tắt vùng lửa rồi. Vùng lửa đã tắt rồi này. Đây. Đó. Bếp tắt lửa thì đã khóa ga rồi. Trong khi công tắc bếp còn hoạt động nhá. Nhưng mà bếp tắt lửa thì đã khóa ga rồi. Cực kỳ an toàn luôn. Đấy, trong trường hợp các bác không có tại vị trí bếp thì bếp cũng sẽ tự động tắt lửa. Và tắt lửa xong thì sẽ khóa ga luôn. Có cái đèn báo nhấp nháy này. Báo đã khóa ga này. Đó. Chiếc bếp Paloma, em báo giá chiếc này các bác nhá. Chiếc bếp Paloma, màu xám lông chuột ở phía trên, phía dưới của nó là màu nâu cà phê. Công tắc phím đề là công tắc bật bếp và hình thức bếp còn mới trên 90%. Chiếc này thì em bán với giá 2,8 triệu đồng bao ship, bảo hành 1 năm và đồng hành trọn đời bếp luôn. Bác nào mà ưng chiếc này thì kết nối với em nhá. Kho hàng nhà em thì tại Triệu Sơn, Thanh Hóa. Bếp nhà em ship đi thì miễn phí vận chuyển toàn quốc, bảo hành cho các bác là 1 năm, có cọc nhẹ một chút các bác nhé. Sẵn tại kho thì rất là nhiều bếp, các bác yên tâm là mua hàng nhà em thì sẽ chọn được những cái chiếc rất là đẹp. Đây, em sẽ chọn cho các bác những cái chiếc đẹp phù hợp với nhu cầu sử dụng với chi phí của gia đình. Ai mà có nhu cầu thì các bác cứ kết nối với em nhé. Cảm ơn mọi người đã đón xem video của em ạ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.